Chào mừng các bạn quay trở lại với mục Điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 19 tháng 6. Và các bạn thân mến thì ngày hôm nay có những thông tin nào hot, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé. Đập hộp iPhone 13 Pro chạy hệ điều hành Android. Galaxy S42 5G lộ thêm bằng chứng ra mắt. Poco X3 GT sắp ra mắt thị trường toàn cầu. Trên tay iPad Pro M1 2021. Cách hiệu chỉnh tốc độ của con trỏ chuột dành cho laptop chạy Windows. Ưu điểm của các smartphone cũ giá rẻ. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé. Dòng iPhone 13 còn chưa kịp ra mắt mà anh bạn Trung Quốc của chúng ta đã bán ra sản phẩm iPhone 13 Pro phiên bản chạy hệ điều hành Android. Và YouTuber YR đã đăng tải video đập hộp iPhone 13 Pro phiên bản Android, một sản phẩm đến từ nhà sản xuất Trung Quốc, Kubi. Và đoạn video được anh chàng YouTuber quay dựng rất hài hước khi vừa mới mở hộp chiếc iPhone chạy Android mới thì anh ta đã bị thu hút và cho luôn chiếc iPhone 12 Pro vào giọt rác. Và đáng nói là chiếc iPhone 13 Pro chạy Android trong đoạn video lại đi kèm với đủ phụ kiện trong hộp, có cả cáp sạc, củ sạc, cây chọc SIM và ốp lưng. Tuy nhiên thì ngoại hình của chiếc iPhone 13 Pro trong đoạn video lại thể hiện độ pha ke ra mặt. Cạnh viền của chiếc điện thoại cũng được vắt phẳng tương tự dòng iPhone 12, cụm camera cũng được thiết kế gần giống nhưng mà độ hoàn thiện thì không cao và dường như là mặt lưng chỉ làm bằng chất liệu nhựa. Đồng thời thì chiếc iPhone còn có cổng tai nghe 3.5mm, dùng cổng sạc USB-C và có đến 2 giải loa ở cạnh dưới. Các nút ấn của iPhone 13 Pro bản Android cũng được vắt phẳng trông khá là đẹp mắt. Ở mặt trước thì chiếc iPhone 13 Pro này còn có viền siêu dày và đặc biệt là viền dưới. Nắp tai thỏ thì nhìn rõ cả camera selfie nằm trong một lỗ khoét trông rất là thô kệch. Khi mà khởi động thì chiếc iPhone 13 Pro trong đoạn hiển thị ngay lên giao diện Android chứ không phải là giao diện giả lập iOS như là các thiết bị fake khác trên thị trường. Và thế này thì chúng ta chỉ có thể khoe mặt lưng được thôi chứ còn nhìn mặt trước thì chắc không ra gì. Cùng chuyển sang thông tin thứ hai cho bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Samsung đã ra mắt hàng chục smartphone tầm trung trong thời gian vừa qua và có vẻ như là công ty vẫn muốn tiếp tục với một phiên bản có tên Galaxy S42 5G. Tuy nhiên thì đây không phải là thiết bị hoàn toàn mới. Các báo cáo đã tiết lộ rằng Galaxy S42 5G chỉ là phiên bản đổi tên của một sản phẩm tầm trung khác đã ra mắt. Chiếc điện thoại Galaxy S42 có số model SME426B đã xuất hiện lần đầu tiên vào tháng trước trong một chứng nhận Wi-Fi và thiết bị mới đây cũng đã được tìm thấy trong chứng nhận Bluetooth SIG. Và thiết bị này thì dường như là phiên bản đổi tên của Galaxy A22 5G có số model là SME226B. Và chúng ta cần phải lưu ý rằng là Galaxy A22 5G cũng có hai mẫu đổi tên khác đang được phát triển là Galaxy Buddy và Galaxy Y5. Trở lại với chiếc điện thoại Galaxy S42 5G thì thiết bị này có thông số gần như là giống với Galaxy A22 5G khi mà sở hữu màn hình IPS LCD 6.6 inch, độ phân giải là Full HD kèm với tốc độ làm mới 90Hz, máy sẽ có cảm biến vân tay ở cạnh bên, camera selfie 8MP và thiết lập 3 camera ở mặt sau. Và cung cấp sức mạnh cho chiếc điện thoại này là con chip MediaTek Dimensity 700, RAM 4GB, 6GB hoặc 8GB, cùng với bộ nhớ trong 64GB hoặc là 128GB. Về dung lượng pin thì mặc dù là Galaxy A22 5G đi kèm với viên pin 5000mAh, nhưng mà chúng ta cũng có thể ghi nhận dung lượng 6000 hoặc là 7000mAh trên chiếc Galaxy S42 5G. Tiếp nối bản tin ngày hôm nay thì theo leaker Ahishek Yadav, chiếc điện thoại Poco X3 GT đã đạt chứng nhận FCC. Và như vậy thì ngày chiếc smartphone này ra mắt toàn cầu sẽ không còn xa. Và được biết thì Poco X3 GT chính là phiên bản quốc tế của chiếc điện thoại Redmi Note 10 Pro 5G đã được mở bán tại Trung Quốc. Dự kiến thì Poco X3 GT sẽ có màn hình IPS LCD 6.6 inch với tốc độ làm tươi 120Hz, máy sử dụng con chip Dimensity 1100 5G kết hợp với RAM 6GB hoặc 8GB, 3 camera sau với cảm biến chính 64MP, viên pin 5000mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 67W.
Tại sự kiện Spring Loaded 2021, chiếc điện thoại iPad Pro M1 2021 đã gây ấn tượng đầu tiên với con chip Apple M1 vô cùng mạnh mẽ. Và sau một thời gian ra mắt thì chiếc iPad này vẫn đang tiếp tục khuấy đảo cộng đồng anh em công nghệ. Và trong thông tin ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay chiếc iPad Pro 2021 là để xem chiếc máy tính bảng đến từ nhà Apple có gì hot mà được người người nhà nhà săn đón như vậy nhé. Về thiết kế thì chúng ta có thể thấy ngoại hình của iPad Pro M1 2021 không có sự thay đổi gì so với phiên bản iPad Pro 2020. Máy vẫn sở hữu ngoại hình đơn giản nhưng mà vô cùng nổi bật với những đường nét thiết kế vắt cạnh vuông vức. Và chính thiết kế này đã mang tới sự nam tính, mạnh mẽ và tinh tế vốn có của nhà Apple. Và chiếc iPad Pro M1 2021 được trên tay lần này là phiên bản có kích thước màn hình là 12.9 inch, kết hợp với tỷ lệ màn hình 4:3 quen thuộc, giúp chúng ta xem được nhiều nội dung hơn. Và viền của màn hình như là thế hệ iPad Pro trước thì cũng được làm mỏng, đem đến trải nghiệm màn hình rộng rãi, sử dụng thích mắt hơn rất là nhiều. Và màn hình của iPad Pro M1 2021 được trang bị tấm nền mini LED cho độ sáng cao hơn, độ tương phản và khả năng tái tạo màu tốt hơn, đồng thời thì cũng hạn chế tình trạng bị lưu ảnh màn hình so với công nghệ màn hình OLED. Ở phần cạnh phải của chiếc iPad này là khe đặt SIM, nút tăng âm lượng và cũng là nơi đặt và giữ bút Apple Pencil. Thêm một điểm nổi bật của iPad Pro M1 2021 nữa, đó chính là máy được trang bị cổng sạc USB-C và hỗ trợ Thunderbolt và USB 4, giúp biến chiếc máy tính bảng này trở nên linh hoạt hơn khi mà có thể kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi hơn và nâng cấp tốc độ truyền tải nhanh hơn. Còn về thông số camera thì chiếc iPad này sở hữu cụm camera kép với camera chính có độ phân giải 12 megapixel, camera góc siêu rộng có độ phân giải 10 megapixel và mắt thần ToF 3D LiDAR giúp cải thiện tính năng AR và chụp ảnh xóa phông chất lượng tốt hơn. Tiếp theo là về hiệu năng. iPad Pro M1 2021 được trang bị con chip Apple M1. Con chip này đã từng được trang bị trên MacBook Pro 13 inch và MacBook Air 2020. Và điều này đủ để thấy được rằng là hiệu năng của iPad Pro M1 2021 mạnh mẽ đến như thế nào rồi. Với cấu hình như thế này thì chúng ta có thể vô tư sử dụng các tác vụ hàng ngày cũng như là sử dụng để chơi game, làm việc và xử lý các công việc liên quan đến đồ họa, AR hay là các tác vụ nặng. Tất cả đều là chuyện nhỏ trên iPad Pro M1 2021. Còn về dung lượng pin thì chiếc iPad Pro M1 2021 này có dung lượng 28,65 Wh. Với dung lượng pin này thì chúng ta tha hồ có thể làm việc, giải trí trong thời gian dài mà không cần lo là máy sẽ mau hết pin. Và tất nhiên là chiếc máy tính bảng này còn được hỗ trợ sạc nhanh 18W, giúp chúng ta rút ngắn thời gian sạc pin. Và các bạn thân mến thì vừa rồi là phần trên tay chiếc iPad Pro M1 2021. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau chuyển sang một thông tin tiếp theo nằm trong mục mẹo hay nhé. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hiệu chỉnh tốc độ của con trỏ chuột dành cho laptop chạy Windows 10, vô cùng đơn giản mà lại rất hiệu quả nữa. Nếu như các bạn đang sử dụng một chiếc laptop mà chạy hệ điều hành Windows 10 thì bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh tốc độ con trỏ chuột nhanh hay là chậm tùy theo sở thích và nhu cầu làm việc cũng như giải trí. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cách để có thể điều chỉnh con trỏ chuột. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ thông qua mục Settings. Và cách thứ hai đó là chúng ta có thể tùy chỉnh tốc độ chuột bằng Control Panel. Và cách hiệu chỉnh tốc độ con trỏ chuột dành cho laptop đã được đề cập sẵn ở bên dưới và các bạn chỉ cần bấm vào phần link để được hướng dẫn một cách chi tiết và cụ thể hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang thông tin cuối cùng để khép lại bản tin ngày hôm nay nhé. Nếu như các bạn không có quá nhiều tiền nhưng mà lại vẫn muốn sở hữu một chiếc smartphone có cấu hình mạnh mẽ thì cách tối ưu nhất có lẽ là hãy chọn mua những sản phẩm đã qua sử dụng. Và sau đây thì mình sẽ liệt kê ra cho các bạn những ưu điểm mà loại hàng smartphone cũ giá rẻ mang lại cho bạn. Lợi ích đầu tiên mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là việc mua hàng cũ sẽ giúp tiết kiệm được một khoản kha khá chi phí so với việc mua một sản phẩm mới mà chất lượng phần cứng bên trong thì gần như là tương đương nhau. Và đây cũng là lý do chính ảnh hưởng đến việc người dùng thường chọn mua smartphone cũ thay vì là mua một sản phẩm mới, bởi vì những sản phẩm này thì thường có giá rẻ hơn, thậm chí là rẻ hơn một nửa hoặc là gấp nhiều lần so với máy mới. Một ưu điểm thứ hai nữa đó chính là cơ hội để sử dụng flagship với mức giá rẻ không còn là một điều quá xa xôi nữa. Ví dụ như là chiếc iPhone 11 phiên bản 64GB của Apple đã ra mắt cách đây gần 2 năm,
Nhưng nếu như mà các bạn chọn mua mới thì các bạn sẽ phải bỏ ra hơn 16 triệu đồng. Còn nếu như mà mua chọn hàng cũ còn bảo hành thì chỉ cần tầm 13 triệu rưỡi đến 14 triệu là đã có thể dinh một em về nhà rồi. Còn nếu mà trong trường hợp chiếc iPhone 11 này không còn hạn bảo hành thì giá bán lại còn rẻ hơn rất là nhiều. Và như thế thì bạn cũng có thể sở hữu sản phẩm có cấu hình cao hơn so với mức giá. Và việc mua smartphone cũ giá rẻ thì cũng tiết kiệm chi phí đấy, cũng sở hữu được một chiếc flagship có cấu hình mạnh nhưng mà giá rẻ đấy. Thế nhưng chúng ta cũng phải nên tỉnh táo để tránh những điều không mong muốn trong quá trình sử dụng. Và do đó thì bây giờ mình muốn đưa ra cho các bạn một số lưu ý khi mà chọn mua smartphone cũ nhé. Đầu tiên là các bạn nên chọn mua những sản phẩm tại các cửa hàng hoặc là các điểm siêu thị uy tín được nhiều người tin tưởng thì sẽ tốt hơn. Chắc chắn là chế độ phục vụ cũng như là nguồn gốc của sản phẩm sẽ được đảm bảo hơn rất là nhiều. Và trước khi mà mua thì các bạn nên kiểm tra kỹ càng máy như là tình trạng vỏ máy, cấu hình, hạn bảo hành. Và đây cũng là những yếu tố cần thiết để xác định xem là giá trị hiện tại của thiết bị là bao nhiêu để tránh trường hợp là người bán nâng giá hơn so với giá trị thực sự của máy. Và các bạn thân mến thì trên đây là những ưu điểm cũng như là những điều mà các bạn cần lưu ý khi mà chọn mua những chiếc smartphone cũ giá rẻ. Và thông tin này thì cũng đã khép lại mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 19 tháng 6 hôm nay. Và các bạn có cảm nhận như thế nào về những nội dung trên thì hãy nhớ để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận để mình cùng biết với nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.